Hết nước rồi. Mệt thiệt chứ. Bây giờ mình phải lấy cái xô này để làm gì? Để đi ra ngoài múc một xíu nước của cái giếng để đem về nhà rửa chén coi. Trời ơi, tự nhiên hôm nay không biết sao cúp nước rồi, bực bội chứ trời. Đành phải đi lấy nước ở cái giếng thôi. May là làng mình mới xây một cái giếng đó. Lấy hết cái giếng rồi. Con quái vật. Mày làm gì vậy? Con quái vật 100 cam. Cái đầu nó mắc cười, mày nó dính cái cưa hay gì mà nó xuống dưới rồi. Quái vật gì ngộ mày? Uống trà sữa. Trời, mấy thằng này. Nhưng mà rõ ràng mình thấy một cái con gì đó. Nhưng mà mình nghĩ thế giới của mình làm gì có quái vật được trời. Thiệt là khó hiểu. Nhưng mà nó dưới cái giếng này hả ta? Mình có nên hút nước rồi hay là mình đi về ta? Hay là mình nhảy xuống dưới? Hay là mình đi tìm thử coi con quái vật đó là gì? Hay là mình đi kiếm thử coi nó có phải quái vật không? Quyết định rồi, chắc là mình nhảy xuống dưới để tìm hiểu coi. Trời ơi, cái gì ở đây có mực gì đó vậy trời? Cái gì ở đây quá trời ta? Thông xuống một cái cống rồi. Ủa cái con đó nó đi đâu rồi cả? Nguyên một cái đường gọi là dưới ống cống luôn. Đâu rồi ta? Con quái vật hồi nãy phải là quái vật không? Mà nó đi bằng 4 chân luôn. Mình không biết nó là con gì nữa. Cái con quái vật nó nằm ở đâu ta? Con quái vật đó rốt cuộc nó nằm ở đâu ta? Nó chỉ có nằm ở trong đây thôi. Mình phải nhất quyết tìm được cho con đó để làm rõ mọi chuyện ra được. Không thôi cái làng bây giờ nó xào xáo lên nữa thì khổ lắm. Con đó đâu rồi ta? Rõ ràng là nó dưới này mà. Nó chạy đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Hình như nó kia kìa. Ôi, thấy được rồi. Qua gần xem sao coi nào. Cú cú. Ôi, nó đúng là quái vật. Thì có một lưỡi cưa trên đầu vậy luôn á trời. Nhưng mà trong nó có vẻ hiền. Hình như nó bị thương nặng quá trời luôn rồi kìa. Mình phải cứu nó đem về nhà mình mới được. Bất tỉnh luôn rồi, tội nghiệp nó quá. Được rồi, bé cưng, bây giờ thì đi với anh về nhà thôi nào. Bất tỉnh luôn rồi, tội nghiệp thì chứ. Được rồi, bây giờ mình đem đồ ăn vô cho thằng nhóc đó coi. Đồ ăn nè nhóc. Ngày hôm nay anh thấy nhóc bây giờ không còn bị thương nữa rồi nè. Được rồi, ăn đi, nhanh lên. Mình thấy nó có vẻ hiền lành dữ gì ta. Nó không có nguy hiểm gì hết mà. Nè, ăn đi, ăn đi. Đúng rồi, em đâu có nguy hiểm gì đâu. Có thể nói chuyện được luôn hả? Đúng vậy, em chính là Pochita. Pochita. Ủa, nếu như vậy anh nhìn em trông khác lạ lắm. Hình như em không đến từ hành tinh này đúng không vậy? Đúng rồi, em không có đến từ hành tinh này. Biết ngay mà. Thế giới của mình, hành tinh của mình thì làm gì có mấy con quái quỷ lạ lùng như vậy được. Anh nói tôi là quỷ gì tôi cứ anh giận. Không có. Anh đã cứu em đó chứ đó, cưa anh cái gì nữa. Thôi ăn cái phần mà anh mới làm đi, nhanh lên còn nóng nè. Ok, ngon quá. Ngon. Trời ơi, ăn nhiều quá vậy. Mà bây giờ á, tôi cần sự trợ giúp của anh. Trợ giúp gì của tôi? Bây giờ á, tôi giới thiệu lại cho. Tôi chính là Pochita, chú chó đầu cưa. Chú chó đầu cưa hả? Đúng vậy, tôi còn có một người bạn nữa, chính là Chen Sauger. Nhưng mà trong lúc đang đi với một con quỷ thì đột nhiên con quỷ đó đã bắt được tôi và chuyển qua thế giới này. Nhưng mà Chen Sauger thì không chịu muốn cứu giải cứu tôi. Nên là Chen Sauger đã bị bắt mà nợ lại tôi được phát ra. Tôi hiểu rồi, có nghĩa là cậu với lại cái Chen Sauger gì đó không thuộc hành tinh này, chỉ là dí heo con quỷ, xong rồi con quỷ đó mới gọi là bắt cậu xong chạy qua hành tinh này, xong rồi Chen Sauger cứu cậu, xong rồi Chen Sauger bị bắt, còn cậu thì thoát được đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, vậy bây giờ cậu cần tôi giúp cái gì chứ? Đi cứu Chen Sauger với tôi chứ vậy. Cái gì vậy cha? Ông nghĩ sao vậy? Tôi người chân yếu tay mềm bình thường như vậy, còn cậu là cái gì mà Chen Sauger đồ mà sao cứu được? Cũng đúng. Ê, con à, con quái vật kìa. Ê, tụi nó vô. Vô. Tụi bay đâu rồi? Không phải quái vật, không phải quái vật. Bay, con chị ta, chạy đi.
mày nè. Chạy ra. Đi đây. Đây nè. Mày. Chạy ra. Chạy ra. Trời ơi. Sao da kia lại giống như mi quá vậy? Cũng như mình mà cũng phải hy sinh tính mạng. Ai, trời ơi. Sao ai gặp mình cũng phải bị hoàn cảnh như thế vậy hết à? Trời ơi, kiểu này là Hiya cũng bị bắt. Rồi cũng giống y chang như mi luôn. Trời ơi. Tại vì Hiya cứu mình. Trời ơi, mà muốn mình về nhà. Nhưng mà bị cũng bị bắt luôn rồi. Trời, xin lỗi mọi người. Ôi, bố chị ta. Sao còn ở đây? Trời ơi, không ở đây chứ đâu. Ủa, là sao? Tôi xử đẹp mấy anh kia rồi. Trời ơi, đau quá. Cũng đánh lợi, đánh lộn thui á, trơn như trời. Trời anh ra cho nhỏ à, đau người hết trời. Trời, lết về nhà anh mày ơi. Lết đi. Hey, được rồi, bây giờ cậu hãy giúp tôi giải cứu Chainsaw Girl đi. Chainsaw Girl? Là giúp mi gì rồi. Mà cậu nói hả? Đúng rồi, là người đó. Bây giờ không ai khác ngoài cậu có thể giúp được tôi hết á. Tôi giúp gì sao được? Chainsaw Girl là gì? Chắc là cái lưỡi cưa giống cậu, người có lưỡi cưa còn bị quỷ đánh nữa rồi. Sao tôi làm gì được? Tôi là người thường mà. Cậu rất là giỏi võ. Với lại tôi có thể giúp cậu biến thành Chainsaw Man. Biến tôi thành Chainsaw Man? Là sao? Là như y chang Chainsaw Girl vậy đó. Là người lưỡi cưa hả? Đúng rồi. Là cậu có thể trở nên mạnh hơn. Thôi được rồi, tôi sẽ cứu bạn của cậu với lại cứu cậu luôn. Được rồi, vậy bây giờ làm gì đây? Được rồi, bây giờ cậu nhắm mắt lại đi. Tôi sẽ biến được. Cậu thành Chainsaw Man. Được rồi, tôi sẽ nhắm mắt. Cậu sẽ biến tôi thành Chainsaw Man đúng không? Đúng như vậy. Được rồi, nhắm mắt thôi. Màu này không hợp lý cho lắm. Khoan mở mắt đây nha, để tôi chỉnh lại một xíu. Bây giờ cậu có thể mở mắt được rồi đó nha. Ok. Ôi, trời, sao hình dạng tôi kỳ quá vậy nè. Ôi, cái tay của tôi nữa. Ôi. Sao tay của tôi có cái lưỡi cưa vậy nè? Ôi, tôi bị biến thành quái vật hả? No! Đây. Ủa? Ê, đừng nói đây chính là sức mạnh Chainsaw Man gì nha. Sao mà nhìn nó sợ quá vậy? Đúng rồi, tại vì cậu chính là người cưa mà. Người cưa. Ừ ha, vậy nó mới ngầu chứ. Thôi được rồi, bây giờ thì cậu cho cái địa chỉ đi. Tôi sẽ đi đến cứu Chainsaw Girl. Giúp mi gì đó đây. Được rồi, cậu hãy đi với tôi. Được rồi, đi thôi nào, Bochita. Đi hướng nào vậy Bochita? Nguyên một cái căn... một cái này là giống như là nhà nghiên cứu vậy. Đúng rồi, đó chính là căn cứ của nó đó. Ui, nhưng mà tôi thấy có mấy con quỷ ở đằng trước kìa. Nhưng mà trong bọn này yếu ớt quá vậy. Trời ơi, không phải đâu. Đây chỉ là mấy tên lính thôi. Vô bên trong còn có cả con chùm nữa. À, cái con quỷ mà nó đã bắt Jimmy sao? Đúng rồi, chính là nó. Nó đang ở bên sau bên trong lận. Vậy bây giờ mình phải vượt qua bọn này hả? Đúng rồi, tôi tin tưởng vào ông ấy nha. Bây giờ lên đi. Lên. Trời cha. Ui, mấy con này yếu lắm. Ui, sức mạnh của Chainsaw Man mạnh quá. Cha. Ui, chỉ cần một sức mạnh thôi là nó đi hết luôn nè. Mày nè. Lũ quái vật. Đây, để tôi cứu cậu Bochita. Hey, tôi đã giết được bọn chúng hết rồi. Hay quá à. Bây giờ thì vô bên trong thôi. Ui, vậy là cái tên chú quỷ nè bên trong hả? Đúng rồi, ngay ở bên trong đó. Nguy hiểm lắm. Vậy có zombie ở trong này luôn hả? Đúng rồi. Được rồi, vậy thì tôi chỉ cần vô cứu zombie thôi. Mở cửa thôi nào. Cậu đừng có chủ quan. Chúng ta mạnh lắm đó. Được rồi, mở cửa thôi. Để ta coi nè. Sức mạnh ghê gớm á. Cậu đóng cửa là gì? Lấy được sức mạnh này nữa ta. Mở cửa. Ui, vậy thằng ta chính là cái tên quái quỷ đó đó hả? Thập mới hả? Uống con chó đầu cưa Bochita kìa. Ta thấy vậy là tìm được chủ mới rồi ha. Còn ban sức mạnh cho nó nữa. Thì sao ngươi không ban sức mạnh cho ta nè? À không, đúng rồi, ngươi im đi. Ta không phải là chủ của Bochita, mà ta chỉ là bạn của cậu ấy. Đến đây để giải cứu zombie thôi. Trước ta định bắt con Bochita về để ta nghiên cứu tìm hiểu sức mạnh của người cưa ai và con nhỏ này tới cứu. Nhưng không sao, nó con nhỏ này vẫn có sức mạnh của quỷ đầu cưa. Ta vẫn có thể nghiên cứu được. Giờ thì ba tụi bay ở đây thì ta bắt tụi bay luôn cũng được nữa. Ui, cho cái quá trình trong cái con kia sao mà nguy nhanh hơn. Sao mà tẩm lỡ quá vậy? Hắn ta mạnh lắm hả Bochita? Đúng như vậy, hắn ta cũng khá là ghê gớm đó. Nhưng mà cậu cố lên, tôi tin tưởng vào cậu.
Tốt. Dạ các người chuẩn bị nộp mạng cho ta đi. Dạ thôi bố chị ta, cho hắn biết một bài học thôi nào. Dạ. Ôi, hắn ta có chuyện gì vậy? Sao nè? Ai vậy? Thì tao chết tiệt rồi, ta sẽ cho ngươi một bài học. Hắn ta bảo với bố chị ta. Tôi dính chắc tao của hắn ta rồi. Bây giờ cậu lo lẹ tới nó đi, tôi sẽ đi cứu Jimmy cho. Được, để tôi. Con chó đầu cơ, mày không được lên cứu cái con tơ. Tao mới là đối thủ của mày nè. Không chết đâu. Jimmy, tôi đang cứu cậu nè. Bố chị ta, cậu tớ, cậu sao? Rồi, được rồi, cậu giữ yên đó. Tôi sẽ phá cái lồng kính này. Tức giận được mà. Cái lồng này nó đã kìm hãm sức mạnh của tôi. Bây giờ thì tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Ở đó đâu rồi? Ở dưới kia. Mau lên Bujita. Ê, ủa, mà tên kia là ai? Sao hắn ta có sức mạnh giống tôi quá vậy? Là cậu làm đúng không Bujita? Thì đúng là tôi rồi. Tôi cần cho thêm người để giúp trợ để cứu cậu đó. Ai, được rồi. Thôi, để tôi xuống phụ anh ta một tay. Đúng rồi, có lên Jimmy ơi. Ôi, tên này. Jimmy, cậu được thấy à? Được rồi, hãy phụ tôi một tay đi. Mày nè, mày nè. Mày nè, bố chị ta đã nói đó. Thử nói cùng với tôi nè, Jimmy. Cái quỷ này. Con đã khó khăn rồi, giờ còn hai con sao chơi chơi được. Thì ơi. Được rồi, ta sẽ dùng kế này. Hắn đâu rồi? Tôi bị trúng đường rồi. Ôi, dạ. Ơi, cái tên này. Sao ngươi gục nhanh vậy? Mau đứng dậy đi. Ta đã đánh một đồ khám bệnh của thằng nhóc đó rồi. Tôi. Người buông bố chị ta của ta xuống. Tạm thời ta mất người, nhưng ta có được bố chị ta rồi. Tạm biệt nha. Bây giờ phải cứu tên này thôi. Bình tĩnh lại rồi. Ủa, cậu tỉnh rồi à? Ủa, cậu bị mất sức mạnh Chainsaw Man rồi hả, Jimmy? Trời ơi, cậu ngốc thiệt á. Sao mà tôi mất được sức mạnh Chainsaw Man được? Là trời sao? Nè, cô có thể bật tắt sức mạnh của mình được mà. Hiểu chưa? Nhưng mà tôi bị mất sức mạnh Chainsaw Man rồi. Cậu ngốc quá vậy. Là sao? Cậu cũng có thể bật tắt sức mạnh Chainsaw Man và nó không mất đi, cậu hiểu không? Trời ơi, sao cậu lại ngốc quá vậy? Là sao? Trời ơi, là cậu có thể bật tắt được cái sức mạnh của mình đó. Thử đi. Ok. Tưởng gì, tôi tưởng tôi ông mất tiêu luôn rồi chứ. Ủa, nhưng mà đã có chuyện gì vậy? Nhưng mà trước tiên tôi cảm ơn cậu nha. Vì cậu đã cứu tôi. Tôi tên là Jimmy. Còn tôi là Hi Ha. Tôi đã cứu cậu. Ủa, nhưng mà Bojita đâu? Bojita đã bị tên quỷ đó bắt mất tiêu rồi. Cái gì? Bây giờ Bojita bị bắt rồi hả? Cái gì vậy? Trời ơi, tại sao đi cứu người này rồi tới người kia bị bắt rồi? Chắc là lỗi do tôi, tự nhiên tôi bất tỉnh không rồi, tôi đánh tụi nó rồi. Trời ơi. Trời ơi, cậu ngốc quá đi thôi. Được rồi, bây giờ cậu tỉnh lại rồi thì ăn đi nè. Ăn trước cái đã để giữ sức, rồi sau đó hãy cùng tôi đi giải cứu cho Bojita. Được, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nha. Ủa, nhưng mà tại sao cậu không bỏ mặt tôi mà đi cứu Bojita đi? Tại vì cậu là ân nhân của tôi nên tôi phải cứu cậu chứ. Bojita thì chúng ta còn thời gian, chúng ta sẽ đi cứu Bojita được. Nếu như vậy thì ok. Nhưng nhiên bây giờ Bojita bị mất tiêu rồi. Ui, sao người của tôi bị thương mà sao tôi không thấy đau gì hết vậy? Vì đó là sức mạnh của Chainsaw Man đó. Vết thương đó thì nó sẽ từ từ và nó mất thôi. Thì ra là như thế. Đó, nó lành lại rồi kìa. Cậu nhìn lại. Mới chợp mắt cái là nó lành lại liền luôn. Ôi, đúng là kỹ năng siêu thoại phục đúng không? Đúng vậy đó, trời ơi. Thôi được rồi, vậy là bây giờ tôi cũng hồi sức luôn rồi. Chúng ta hãy lên đường cứu Bojita luôn đi. Trời ơi, sao cậu ngốc quá đi thôi. Tôi với Bojita là có liên kết với nhau nên tôi biết Bojita ở đâu mà. Trời ơi, làm gì cứ kêu tôi ngốc vậy trời. Cậu ngốc thiệt bộ. Được rồi. Nói đâu có sai đâu. Được rồi, bây giờ thì bật sức mạnh Kesaman của cậu lên đi. Được rồi, bây giờ thì đi thôi. Ơi, khoan. Sao cậu có màu đẹp quá vậy? Màu gì? Màu hồng nè hả? Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Trời ơi, giờ này còn quan tâm chuyện này nữa, đi cứu Bojita trước đi. Sao kỳ quá vậy ta? Thôi đi lẹ đi, nhanh lên. Chúng ta đi cứu Bojita trước đi, chuyện đó tính sao? Trời ơi, bà nội này á, nhanh lên nào. Được rồi, đi nhanh thôi. Vậy là Bojita được
được bắt ở trong đó hả Jimmy? Đúng rồi, hắn ta thì bắt Bojita vẫn náo trong cái lâu đài đó đó. Cậu thấy chưa? Tôi thấy rồi. Thôi mà lâu đài này nhìn có vẻ hoang sơ quá vậy. Trời ơi, đây là thế giới của cậu mà, sao cậu hỏi tôi được? Ừ ha, chắc là nó bỏ quan đó. Thôi được rồi, vào cứu Bojita thôi. Bây giờ trước khi vào bên trong thì tôi sẽ cho cậu biết một việc. À? Việc này khá là quan trọng đó. Thì hắn vậy? Ta theo tôi được biết thì hắn ta có 6 thanh đuốc được gọi là 6 thanh đuốc sinh mạng. À, chúng ta cần làm gì với lại 6 cái thanh đuốc đó bây giờ hả Jimmy? Đó cũng là nhiệm vụ tôi dành cho cậu. Chúng ta sẽ dập tắt 6 thanh đuốc đó. Cậu đó, một mình cậu dập tắt 6 thanh đuốc đó thì sức mạnh của hắn ta sẽ yếu đi. Sau đó thì chúng ta chỉ cần đánh bại hắn ta nữa là được. Ok. Còn việc cầm chân hắn ta thì cứ giao cho tôi. Được, như vậy thì cứ giao mấy thanh đuốc cho tôi. Tôi sẽ làm việc đó cho. Làm thôi Jimmy. Hả? Nhớ đó nha, tôi đã dặn rồi đó, nhớ là phải dập tắt 6 thanh đuốc đó rồi xuống được đi. Rồi, được tôi rồi đó. Tôi biết rồi, để tôi đó cho tôi chân rồi đó. Đúng rồi, bà làm tốt việc của bà đi, tôi đi đây. Được rồi, bảo trọng. Bảo trọng. Con chết tiệt, bắt bạn Bojita của ta đâu rồi, mau ra đây. Bojita, tôi tới cứu cậu đây, cậu đâu rồi Bojita? Tôi trên này nè. Hả, được rồi, tôi sẽ cứu cậu Bojita, đừng lo. Bên trái hả? Cuối cùng cũng tới cứu bạn của ngươi rồi sao? Ủa? Thằng Gentleman kia sợ quá trốn rồi à? Chuyện gì cậu ta, một mình ta thôi là đủ rồi. Được, bị nhào vào đây. Cây đầu tiên ở đây sao? Được rồi, đi tìm thêm thôi. Những cây còn lại ở đâu trời, to lâu đài này to quá. À, đây rồi, thêm một cây nữa. Chà, được rồi, đi tìm thêm còn 4 cây nữa thôi. Jimmy, cao lên. Đi chào. Cậu cứ yên tâm Bojita, tớ này yếu lắm. Đi chào. Chà. Không biết tớ đi ra này có làm xong chưa vậy trời. Sao mà lâu dữ vậy ta? Tập trung đi nè. Jimmy, có chết. Mình chết thiệt này. Hey, đâu nữa rồi ta? Ui, Bojita, Bojita, Bojita. Trời ơi, ông nội này không nghe. Bojita, Bojita. Ủa, nghe. Hey. Giúp tôi với. Kế hoạch của tôi, Jimmy. Đợi tôi xíu, tôi phải đi đập mấy cái đuốc này. Đập mấy cái đuốc là sao? Jimmy còn ổn không vậy? Jimmy vẫn còn đang chiến đấu với lại là tên quỷ đó. Được rồi, thôi để tôi đi tìm thêm những cây đuốc khác. Cậu cố đợi nha. Nhớ nhanh đó. Ai, Jimmy đang chiến đấu với con quỷ đó kìa. Ai, nhanh lắm. Ui, một cây đuốc nữa nè. Mày, được rồi, mình tổng cộng được bao nhiêu cây rồi ta? Ui, nữa nè. Mày nè. Ai, còn 2 cây còn lại đâu rồi trời? Ai, phải đi tìm thêm nữa. Trời ơi, nhanh lên. Ai, vậy là xong. Quay trở lại giúp Jimmy thôi. Hiểu rồi hả, trên Sugar. Vậy bây giờ ta sẽ cắt tiếp. Lại ra đã phá xong 6 cây thuốc, bây giờ thì ngươi chết với ta. Không phải nào, sao ngươi biết được bí mật đó? Tại vì ngươi non đó. Xong rồi, bây giờ mày thấy bà mày với tao, tao ra tao xử mày đây. Còn quái quỳ. Làm tốt lắm Jimmy ơi. Còn phải nói nữa, con quái vật đó đã chết rồi. Đúng là con quỷ ngục. Sao ông đợi tôi gì hết vậy? Sao ông đợi tôi gì hết vậy? Nhờ ông ta dập tắt 6 cái nến đó là tôi đã giết được hắn ta rồi. Ôi trời, sao giả mang dữ vậy trời? Làm đôi luôn á. Đúng là lưỡi cưa mà cắt tim người ta luôn rồi. Ý ghê quá. Ủa nhưng mà sao không cho tôi? Tôi cũng muốn chứ. Muốn cái gì? Xử cái tên này bà không nhường cũng đợi gì. Ủa, hết vậy? Ông có xử rồi mà. Ông dập 6 cái nến của nó rồi nó mới chết chứ. Ôi tôi muốn xử nó chứ, dùng sức mạnh lưỡi cưa này chứ. Vậy giờ tính sao Bojita? Mình đi dài. Ừ, đi dài đi. Đi. Ê ơi, chơi kỳ dữ trời. Nhiệm vụ là gì vậy? Đâu phải nhiệm vụ là gì quá vậy? Đợi tôi với. Đợi với, đợi với. Hai người kỳ cục thật chứ. Xong rồi. Tôi ơi buồn đó nha. Tôi không được xử lý gì hết à. Ủa tôi thấy bình thường mà. Trời ơi, xử lý hay không xử lý gì thì ông cũng đang là người giúp được tôi một tay rồi. Ông đã chiến đấu với tôi con quái vật đó rồi mà. Hi ha. Được bà khen vậy cũng vui. Trời ơi, bỏ mình ăn đi. Rồi tôi ăn hết.
Được rồi, ăn thì ăn. Trời ơi, đói bụng thiệt. Cuối cùng cũng giải cứu xong rồi nha Bochita, tôi cứu xong bà Jimmy và cứu luôn cả ông luôn rồi đó nha. Trời ơi, ham ăn thiệt chứ không quan tâm luôn. Mình phải trở về rồi. Ủa, trở về hả? Ừ đúng rồi. Hai người không phải người của thế giới này. Quên mất tiêu luôn. Đi coi, Jimmy, bây giờ bà tạm biệt cái nhà đi. Còn tôi ra tạo cánh cổng, rồi chúng ta đi về luôn. Được rồi, vậy đi, đi vậy nha. Thôi, tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi và Bochita nha. Bây giờ cũng đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi. À, được giúp cậu với lại Bochita là niềm vinh hạnh, là niềm vui của tôi rồi. Nhưng mà có một điều là sức mạnh Kenzo Man của cậu đã bị tôi thu hồi lại đó. Hả? Thu hồi hả? Trời ơi, tôi chưa được đánh ai bằng sức mạnh đó mà trời. Trời ơi, bất tào lao đi ông. Tôi phải lấy sức mạnh lại đây. Ôi, buồn vậy. Thôi, tôi lấy xong rồi đó, tôi đi nha. Tạm biệt. Lấy sức mạnh Chainsaw Man là sao? Là sức mạnh người cơ đó. Ủa, lấy rồi mà. Thì tôi lấy lại lần nữa. Tạm biệt nha, tôi đi về đây. Tạm biệt nha, tôi đi về đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Gì? Cái gì vậy trời?